sáng ngày 5 tháng 9, Trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Bình Khiêm hòa cùng không khí khai giảng năm học mới của cả nước. Không khí phấn khởi nhưng không kém phần nghiêm trang của buổi lễ đã để lại trong lòng của các giáo viên và học sinh một cảm xúc mãnh liệt. Là sự khởi đầu cho một hành trình mới cũng là mở ra chương truyện cuối cùng của các học sinh lớp 12 nói riêng. Buổi lễ khai giảng năm học mới đã diễn ra thành công với sự góp mặt của ông Nguyễn Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Long, cùng quý vị đại biểu, khách mời. Trong năm học 2022-2023, tập thể cán bộ, giáo viên Trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Bình Khiêm phấn đấu giữ gìn phẩm chất đạo đức và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao vì sự nghiệp giáo dục và tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.